Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Và ở video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần ôn tập số 3, Review 3 của đánh lớp 12, bài số 6, 7 và 8. Và ở video này, cô sẽ tập trung vào phần kỹ năng Skills với 4 kỹ năng Reading, đọc, kỹ năng Speaking, kỹ năng nói, kỹ năng Listening, kỹ năng nghe và kỹ năng cuối cùng là Writing, kỹ năng viết. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng đọc đầu tiên nhé. Với yêu cầu của bài đọc, với chủ đề của bài đọc IUCN Red List. Và đây sẽ là danh sách đỏ IUCN. Với yêu cầu của bài số 1, Read the text about IUCN Red List, là chúng ta sẽ đọc về một đoạn văn về cái sách đỏ, về cái danh sách đỏ IUCN. Và sau khi đọc xong với bài số 1 thì chúng ta có yêu cầu của bài số 2, Read the text again and decide whether the following statements are true, false or not given. Tick the correct box. Là sau khi đã học xong bài số 1 thì chúng ta sẽ cần phải là đọc lại đoạn văn một lần nữa và xem những cái nhận định dưới đây là đúng, sai hay không được đề cập tới. Thì chúng ta sẽ là chúng ta chỉ đọc một lần đầu tiên và sau đó thì sẽ cùng làm bài số 2 luôn nhé, chứ chúng ta không đọc hai lần và làm bài nữa. Và vậy trước khi làm bài số 2 thì chúng ta sẽ cần phải đọc những cái statement, những cái nhận định này, đúng không? Phân tích các nhận định nào. Với nhận định đầu tiên này, The IUCN Red List evaluates the extinction risk of thousands of species. Và câu này có nghĩa rằng là danh sách đỏ của IUCN thì đánh giá nguy cơ tuyệt chủng của hàng ngàn loài. Vậy thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ cùng xem là có phải là nó đánh giá những cái loài bị tuyệt chủng, extinction risk, đúng không? Những cái loài mà có nguy cơ bị tuyệt chủng này, và có phải là hàng nghìn không, hay là hàng trăm, hay là hàng triệu, và hay là nó có nhắc tới cái thông tin là số loài hay không? Đó, vậy thì đấy sẽ là về cái câu đầu tiên nhé. Câu số 2, factors taken into consideration are only the remaining number, breeding success rates and known threats. Là những cái nhân tố được xem xét thì chỉ bao gồm là cái số lượng còn lại này, cái tỷ lệ nhân giống thành công và những cái mối đe dọa mà đã được biết tới. Vậy hãy cùng xem là những cái nhân tố được nhân tố mà chúng ta sẽ cân nhắc, đúng không? Nghĩa là khi mà xếp những cái loài đó vào danh sách đỏ thì nó sẽ là cân nhắc những cái nhân tố nào, là nhân tố là cái số lượng còn lại này, cái tỷ lệ nhân giống thành công, hay là những cái mối đe dọa mà đã được biết tới. Với câu số 3, The IUCN Red List suggests measures to conserve endangered species. Là câu số 3, là danh sách đỏ của IUCN thì đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài đang gặp nguy hiểm. Vậy hãy xem là nó có phải là nó đề xuất những cái giải pháp hay không, hay là nó có nhắc tới cái thông tin này hay không nhé. Với câu số 4, endangered species are the ones at the most serious risk of extinction. Cái loài được coi là endangered species, cái loài đang gặp nguy hiểm, thì là cái loài mà đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Vậy hãy cùng xem là có đúng là endangered species thì là the most serious risk hay không? Hay là nó không phải là cái endangered species mà là cái loài khác, hay là nó có đề cập tới cái thông tin này hay không? Với câu số 5, though they may be in decline, nearest threatened and least concerned species are quite safe and healthy. Là mặc dù thì chúng cũng có thể là đang bị suy giảm về mặt số lượng đấy, đúng không? Nhưng mà những cái loài này được coi là near threatened, là cái loài mà gần bị đe dọa, hay là cái loài mà không cần quan tâm nhiều lắm, cái loài mà ít cần quan tâm nhất, thì khá là an toàn và thì nó đang ở trong cái tình trạng tạm an toàn, đúng không? Đó, và khỏe mạnh. Với câu số 6, the IUCN Red List requires countries to create laws that protect wildlife. Là cái danh sách đỏ IUCN thì yêu cầu các quốc gia lập ra những cái luật bảo vệ động vật hoang dã. Thì hãy cùng xem là nó có yêu cầu các quốc gia để là lập các luật đó hay không, hay là nó không được đề cập tới. Rồi, vậy đó thì sẽ là 6 cái nhận định để chúng ta cùng xem nhé. Vậy chúng ta sẽ cùng đọc và sẽ vừa đọc và chúng ta sẽ cùng vừa làm bài số 2 luôn. Ok. Với câu số 1 này, The International Union for Conservation of Nature Red List is a comprehensive catalog of the conservation state of the conservation status of species. Và đây, câu này có nghĩa rằng là
cái danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cái UNCI, International Union for Conservation Nature, đó, thì là một danh mục toàn diện về tình trạng bảo tồn các loài. Chúng ta có là comprehensive, thì chúng ta có comprehensive. Ở đây, nếu mà nó là comprehensive reading ý, thì là cái bài đọc để cho chúng ta đọc để hiểu. Còn trong cái mục này thì nó sẽ mang ý nghĩa là một cái danh mục mà toàn diện, đúng không? Bao hàm toàn diện, bao gồm tất cả những cái kiến thức về cái là trạng thái bảo tồn của các loài. Information is collected from all over the world and carefully analyzed. Và các thông tin thì được collected thì sẽ là được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, đúng không? Và được phân tích một cách cẩn thận. Many factors are taken into consideration, such as the remaining numbers, the overall increase or decrease in the population, breeding success rate and known threat. Và ở đây thì ở đây đúng không? Với câu đầu tiên á, cái câu đầu tiên, cái câu mà cô vừa đọc thì cả hai câu cô vừa đọc thì đều đã có thể là trả lời cho câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 rồi. Với câu hỏi số 1 này, information is collected from all over the world and carefully analyzed. Đúng không? Đấy, là các thông tin là gì? Thông tin về những cái trạng thái đúng không? Về những cái trạng thái bảo tồn thì được collected, thu thập từ trên khắp thế giới và được phân tích, đúng không? Được phân tích rất là cẩn thận này. Và rất là nhiều những cái nhân tố thì được cân nhắc, như là cái số lượng còn lại này, cái tổng, đúng không? Và đây sẽ là cái tăng hoặc là giảm tổng thể cái số lượng loài, cũng như là cái tỷ lệ nhân giống thành công và những cái nguy cơ, những cái mối đe dọa đã được biết tới. Vậy câu số 2 này, đúng không? Câu số 2 này thì chỉ là gồm những cái này thôi, gồm cái số lượng còn lại này, cái tỷ lệ nhân giống thành công và cái những cái mối đe dọa đã được biết tới thì là sai, đúng không? Bởi vì là nó còn cái thông tin nào? The overall increase or decrease in the population, đúng không? Vậy thông tin ở đây đã thể hiện được rằng là câu số 2 là sai, đã bị thiếu thông tin là sai rồi. Tiếp theo, the UN's IUCN Red List then classifies species into 7 categories. Và đây thì sẽ có nghĩa là cái danh sách đỏ IUCN thì phân loại các loài thành 7 nhóm. Extinct, đúng không? Là cái nhóm mà tuyệt chủng này, đã bị tuyệt chủng rồi đó. Extinct in the wild là loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Critically endangered là loài có nguy cơ đang bị đe dọa nhiều. Endangered là cái loài mà nguy cấp. Vulnerable thì nó sẽ là dễ bị đe dọa. Near threatened, gần bị đe dọa. Or least concerned thì là ít quan tâm nhất. Vậy ở đây là 7 cái nhóm, đúng không? Rồi, tiếp theo này. After extinct and extinct in the wild, the highest risk categories assigned by the IUCN Red List is critically endangered. Và sau cái nhóm là đã bị tuyệt chủng hoặc là tuyệt chủng trong tự nhiên, thì cái nhóm mà có nguy cơ cao nhất được chỉ định bởi danh sách đỏ của IUCN là nguy cấp, đúng không? Đó, đang bị là đe dọa nghiêm trọng nhất. A critically endangered species is a species that is facing a very high risk of extinction in the wild. Và cái nhóm được xếp vào cái nhóm nguy cấp này thì là cái loài mà đang phải đối diện với cái mức độ nguy hiểm rất là cao, đúng không? Mức độ tuyệt chủng rất là cao trong tự nhiên. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ có, để có thể là trả lời cho câu hỏi số 4, đúng không? Là endangered species. Đây, ngay cái đằng sau. Endangered is the next most severe conservation status for wildlife. Và cái endangered, cái nhóm nguy cấp ý, thì là cái nhóm có cái tình trạng bảo tồn nghiêm trọng thứ 2, đúng không? Nghiêm trọng sau cái critically endangered trong tự nhiên. Vậy câu số 4 này thì nó là sai, đúng không nhỉ? Không phải là cao cấp nhất. Rồi, vào đây, thông tin này, câu số 4 sẽ là sai. Tiếp theo, a vulnerable species is one that is likely to become endangered if the circumstances threatening its survival and reproduction do not improve.
Và cái loài dễ bị tổn thương, cái loài mà dễ bị tuyệt chủng thì là cái loài nếu cái tình huống đe dọa sự sống còn và sinh sản của chúng không được cải thiện. The main reasons for its vulnerabilities is habitat loss or destruction. Và cái lý do chính cho cái sự là nó dễ bị đe dọa thì là bởi vì là nó bị mất cái môi trường tự nhiên cũng như là bị phá hủy. Tiếp theo, the species labeled near threatened and least concerned have had their conservation status assessed and found to be relatively safe and healthy, though they may be in decline. Và câu này thì nó giống với cái câu số 5, đúng không? Cái nhóm near threatened và least concerned thì đúng là nó cũng có trong cái trạng thái bảo tồn đấy, đúng không? Nhưng nó cũng khá là an toàn và khỏe mạnh, mặc dù là nó có thể là bị giảm về mặt số lượng. Vậy câu số 5 ở đây sẽ là đúng, đúng không? Là true. Tiếp theo, the number of extinct and endangered species is increasing every year. Và cái số lượng tuyệt chủng và cái số lượng mà đang có nguy cơ thì đang tăng hàng năm. It is estimated that over 40% of the species on Earth are at risk of extinction. The IUCN Red List feature 3,079 animals and 2,655 plant species as endangered worldwide in 2012 and 1,102 and 1,197 respectively in 1998. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là nó thì được chúng ta thì ước tính rằng hơn 40% các loài trên trái đất có nguy cơ tuyệt chủng. Và danh sách đỏ của IUCN có khoảng 3.079 loài động vật và 2.655 loài thực vật ở nguy cấp trên toàn thế giới vào năm 2012 và có 1.102 loài động vật và 1.197 loài thực vật vào năm 1998. Many countries in the world now have laws to conserve wild species and protect endangered and threatened species. Rất là nhiều quốc gia trên thế giới thì cũng đã có luật để bảo tồn những cái loài động vật và loài động vật hoang dã và bảo tồn những cái loài động vật mà đang có nguy cơ đang có nguy cơ và đang bị đe dọa, đúng không? Vậy cái câu này thì nó liên quan tới cái câu số 6 đây. Đúng không? Câu số 6 là sai, không phải là nó yêu cầu các quốc gia tạo luật mà quốc gia nó đã có luật rồi, không cần nó yêu cầu nữa. Rồi và câu cuối cùng này. However, much more has to be done to successfully safeguard the biodiversity of our planet. Tuy nhiên thì cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thành công cái sự là đa dạng sinh học trong của hành tinh của chúng ta. Vậy ở đây thì chúng ta có cái câu số 3 này này, đúng không? Câu số 1 và câu số 3. Câu số 1 thì cô đang phân vân cái việc là thousand of species day evaluate the extinct risk of thousand of species. Thì câu này thì thực ra là nó có thể, đúng không? Nó có thể là thể hiện ở trong cái câu này này, đúng không? Thousand hàng nghìn đây. Nhưng câu số 1 cô vẫn nghĩ là nó đúng. Còn câu số 3, chúng ta có thấy là sau khi đọc xong thì chúng ta thấy rằng là nó có gợi ý bất cứ cái biện pháp nào không? Không, đúng không? Và nghĩa là nó không đề cập tới cái việc là biện pháp hay thế nào cả. Nên câu số 3 thì cô sẽ liệt kê nó và là not given. Thì đó sẽ là về cái thông tin của bài đọc nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần nói speaking với yêu cầu của phần nói, với chủ đề của phần nói như sau. Job skills and qualities. Là các kỹ năng, đúng không? Các kỹ năng và các phẩm chất của công việc, của các kỹ năng, đúng không? Kỹ năng và các phẩm chất này của một cái công việc. Với yêu cầu của bài số 3, work with a partner, use the information below or your own ideas to make a conversation about the skills and or qualities of one job. Là làm việc với một người bạn của mình, sử dụng các thông tin dưới đây hoặc là cái ý tưởng của riêng mình để tạo thành một cuộc hội thoại về các kỹ năng và các phẩm chất của một cái công việc nào đó. Ở đây thì có gợi ý hai cái công việc, đúng không? Với công việc đầu tiên là child care worker, là người, đúng không? Người mà chăm sóc trẻ con. Thì ở đây có skill, các kỹ năng này. Thứ nhất là nurturing, đúng không? Là kỹ năng nuôi dưỡng. Rồi, tiếp theo, kỹ năng số 2 thì sẽ là organizing, đúng không? Là kỹ năng là sắp xếp tổ chức. Instructing là cái kỹ năng là chỉ dạy ý.
Tolerance là cái kỹ năng mà để chúng ta sẽ kiểu là phải là biết biết chịu đựng, đúng không? Sorry, không phải chịu đựng mà là khoan dung, đúng không? Tha thứ. Và kỹ năng cuối cùng là communication, kỹ năng giao tiếp. Còn về cái phẩm chất qualities devoted thì là cái kỹ năng mà chúng ta sẽ là hy sinh, đúng không? Devoted là hy sinh, hiến dâng này, hoặc là tận tình, tận tụy, nhiệt tình. Friendly, thân thiện này, competent. Thì chúng ta có một cái tính từ cũng khá là mới, competent, là cái kỹ năng là có khả năng làm cái việc gì đó, thành thạo đó, đó. Tiếp theo là reliable, là có thể tin tưởng được. Và respectful thì sẽ là một người mà được mọi người tôn trọng. Thì đấy sẽ là về tri-care worker. Còn tiếp theo về công việc thứ hai là nurse, là y tá. Y tá thì sẽ có các skill. Thứ nhất là compassion, đúng không? Chúng ta có một cái danh từ compassion mà ý nghĩa là có lòng thương cảm dành cho người khác. Tiếp theo là patient, là tính kiên nhẫn. Physical, và ở đây chúng ta sẽ có một cái danh từ, đúng không? Danh từ này thì chúng ta sẽ hay bị phát âm sai. Endurance mà ý nghĩa là nghĩa là có cái khả năng về physical là về thể chất ý. Đó, nghĩa là có thể chất. Time management thì sẽ mang ý nghĩa là biết sắp xếp thời gian, kỹ năng quản lý thời gian. Và experience là kinh nghiệm. Và về phẩm chất của một y tá thì thứ nhất là sẽ y tá là một người chăm sóc người khác, đúng không? Nên sẽ cần là một người chu đáo này, caring này. Tiếp theo thì sẽ là một cái tính từ mang ý nghĩa rất là hay, có sự thông cảm, đồng cảm với người khác. Empathetic. Responsible là một tính từ mà nghĩa là có trách nhiệm. Tiếp theo thì đây, một cái tính từ cũng khá là mới, chúng ta chưa gặp ở trong cái bài số 9, đúng không? Là siêng năng, diligence. Và cuối cùng là một người sẽ cần phải là một người chuyên nghiệp, professional. Thì ở đây đã có một cái ví dụ như sau. Chúng ta sẽ làm theo ví dụ này nhé. Chúng ta sẽ phân tích cái ví dụ này. Why do you think a tri-care worker needs to have nurturing skills? Lý do gì mà bạn nghĩ rằng là nhân viên chăm sóc trẻ em thì cần có kỹ năng nuôi dưỡng? B trả lời, well, a tri-care worker has to look after children when their parents are at work or away on business. Thì nhân viên chăm sóc trẻ em thì cần phải chăm sóc trẻ khi cha mẹ chúng đi làm hoặc là đi ví dụ là đi công tác á, đúng không? Basically, they keep children safe and care for their everyday needs. That's why nurturing skills are important. Và cơ bản thì họ chăm giữ trẻ em một cách phải là giữ trẻ để sao mà chúng nó an toàn, đúng không? Cũng như là chăm sóc chúng, chăm sóc cho nhu cầu hàng ngày của chúng. Và đó là lý do tại sao kỹ năng nuôi dưỡng là quan trọng. Thì bạn A mới nói rằng, I see. How about organizational skills? Thế còn kỹ năng sắp xếp thì sao, đúng không? Đó, kỹ năng tổ chức thì sao? Do you think they are necessary for her? Thì cậu nghĩ rằng là cái kỹ năng này có cần thiết không? Và B trả lời, sure. A good tri-care worker should know how to organize children's play activities. Và một người chăm sóc, nhân viên chăm sóc trẻ tốt thì cần biết cách tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. She should also be able to teach simple drawings and song and take part in games and other physical activities. Và cô ấy cũng cần phải là có thể là dạy được chúng những cái bài vẽ cơ bản cũng như là những cái bài hát đơn giản, đúng không? Và tham gia vào các trò chơi và các hoạt động thể dục khác. And I trả lời sao interesting. Thì đây chỉ là một cái cuộc hội thoại cơ bản để nhắc tới, thứ nhất là bạn đang nhắc tới hai cái kỹ năng, đó là nurturing, kỹ năng nuôi dưỡng, và kỹ năng tổ chức, đúng không? Đó, và cũng có thể là nhắc tới cả cái physical endurance nữa, đúng không? Bởi vì tham gia vào các physical activities. Thì cô nghĩ rằng là sau câu này thì có thể nói thêm là this is the reasons why they need to be devoted, đúng không? Cần là một người rất là nhiệt tình, tận tâm. Đó, và they need to have physical endurance. Thì đó sẽ là về cái ví dụ. Còn bây giờ thì cô sẽ gợi ý giúp chúng ta không cần là tri-care worker và nurse, bởi vì ở đây là nó đã cho cái kỹ năng rồi, thì chúng ta chỉ cần là thực hành giống cái example thôi. Còn ví dụ nếu bạn nào muốn là thể hiện một cái cuộc hội thoại khác, một cái nghề khác, thì chúng ta có thể chọn cái nghề đó là ở tiếp viên hàng không nhá. Tiếp viên hàng không cũng là một nghề rất là hay. Vậy ở đây chúng ta sẽ có vẫn là hai bạn, đúng không? Chúng ta có thể là mở đầu một cái cuộc hội thoại của chúng ta
là ở trong tương lai thì bạn muốn làm cái nghề gì, đúng không? Đó, và đưa ra cái nghề của chúng ta này. Đó. Vậy ở đây thì cô sẽ gợi ý một cái cách triển khai khác so với cái ví dụ này nhé. Bởi vì là ví dụ thì chúng ta có thể làm theo rồi. Thì bây giờ nếu mà muốn làm khác đi thì chúng ta có thể làm theo cô như thế này. Mở đầu của hội thoại. What kind of jobs would you like to have in the future? What kind of jobs would you like to work, would you like to do, đúng không? What kind of job would you like to do in the future? Thì B trả lời I would like to work as, và sau đó sẽ cộng với tên cái nghề mà mình muốn làm, đúng không? I would like to work as, và sau đó cộng với tên cái nghề mà chúng ta muốn làm. Và ví dụ ở đây thì cô định chọn là a flight attendant, tiếp viên hàng không. Và A có thể hỏi là so why do you want to be a flight attendant, đúng không? Đó, thật á, thế lý do tại sao bạn lại muốn trở thành một tiếp viên hàng không? Really? So why do you want to be a flight attendant? Why do you want to be a flight attendant? Thì thông qua cái câu hỏi này thì chúng ta có thể nói rằng là bởi vì là một tiếp viên hàng không thì bởi vì là tôi nghĩ rằng là tôi có những cái phẩm chất cần để trở thành tiếp viên hàng không, đúng không? Và đưa ra những cái phẩm chất. Well, I think I have qualities needed to be a flight attendant. Needed to be a flight attendant. Và đưa ra những cái phẩm chất. I'm confident. Thứ nhất là tớ tự tin, đúng không? I'm confident. I enthusiastic, nhiệt tình. And polite, và cũng rất là lịch sự nữa. Thì A mới nói rằng là I agree, đúng không? Ừ, tôi cũng đồng ý. Đồng ý, đúng không? Và cậu thì luôn luôn. You are always friendly, luôn luôn thân thiện, đúng không? And responsible too, cũng rất là trách nhiệm nữa. Thì nghĩa là thông qua hai cái lời này đã thể hiện được rằng là có cần những cái phẩm chất gì rồi, đúng không? Đó. Và B mới nói thêm là và tớ thì cũng kiểu excellent at communicating with people, đúng không? Tớ cũng kiểu có những cái ngoại ngữ nữa. I'm also excellent at. So it means that I have communication skill, right? Communicating with people. And have comment of English and Chinese, và tôi cũng biết tiếng Anh và tiếng Trung đó. Or Koreans, right? Và tiếng Hàn. Rồi. Thì đây cũng sẽ có thể là một cái hướng để chúng ta triển khai cái cuộc hội thoại này, đúng không? Ok, và nếu mà chúng ta vẫn muốn làm những cái công việc ở trong sách giáo khoa gợi ý như là child care worker hay là nurse thì cô sẽ gợi ý như sau nhé. Cô sẽ gợi ý về phần y tá, bởi vì là child care worker thì sách giáo khoa phần ví dụ cũng đã gợi ý rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta vẫn có thể làm theo, đó là
vẫn bắt đầu với câu hội thoại giống với phần ví dụ. Đó là why do you think, và đây thay cái a child care worker thành là a nurse đúng không? Why do you think a nurse needs to have, và đây thì có rất là nhiều skill, thì cô sẽ chọn là physical endurance nhé. So why do you think a nurse need to have physical endurance skills đúng không? Ok. Why do you think? Thay vì chúng ta là nói về một cái nghề bên ngoài như vừa nãy cô gợi ý, thì chúng ta có thể nói giống như trong sách giáo khoa nói về y tá. Why do you think a nurse need to have, và sau đó thì sẽ cộng với tên cái kỹ năng, và cô sẽ chọn cái physical endurance. Have physical endurance. Endurance skills. Why do you think a nurse needs to have physical endurance skills? Tại sao bạn nghĩ là một y tá cần cái kỹ năng này, đúng không? Vậy thì chúng ta có nghĩ được cái lý do tại sao cần cái việc là có cái sức khỏe bền bỉ không? Thì chắc chắn rồi, lý do bởi vì là ở y tá thì sẽ cần phải là làm việc không ngừng nghỉ đúng không? Sẽ có những hôm làm việc không ngừng nghỉ bởi vì là bệnh nhân vào rất là nhiều, có rất là nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc. Nên sẽ cần phải có cái physical endurance, có một cái sức khỏe, thể chất bền bỉ. Đấy, chúng ta có thể nói rằng là well, a nurse has to take care of a lot of patients, đúng không? Đó, sẽ cần phải là chăm sóc rất là nhiều bệnh nhân, và có thể là cái việc chăm sóc đấy là một là chăm sóc không ngừng nghỉ, đúng không? Đó. Okay, has to take care of. Has to take care of. Cần phải chăm sóc. Take care of a lot of patients. A lot of patient. Maybe she needs to. Có thể là cần phải chăm sóc kiểu needs to do. Need to work continuously, đúng không? Làm việc liên tục, làm việc không ngừng nghỉ. Continuously. Continuously. So it is necessary, nên là rất là cần thiết để có được một cái sức khỏe tốt. Necessary to have physical health. Cần có một cái sức khỏe thể chất tốt đúng không? Have physical health. Đó. Vậy tiếp theo thì chúng ta nói thêm đúng không? Ok, tớ hiểu rồi, làm theo cái ví dụ. Oh, I see, đúng không? Oh, I see, so how about, và sau đó thì sẽ cộng với cái kỹ năng mà chúng ta muốn hỏi. Oh, I see. How about, và ở đây thì có những cái phẩm chất khác, những cái kỹ năng khác, như là kỹ năng quản lý thời gian, đúng không? Đó. How about, hoặc là how about professional qualities, đúng không? Vậy thì còn cái phẩm chất là có kiểu chuyên nghiệp thì sao? How about professional qualities? Do you think they are necessary for her? Cậu có nghĩ rằng là cái việc đấy là cần thiết không? Đúng không? Cậu có nghĩ rằng là cái phẩm chất là sẽ cần phải là một người chuyên nghiệp, có chuyên môn thì là cần thiết cho y tá không? Đúng không? Vẫn giống ví dụ thôi. Do you think it is necessary for her? It is, well, là it is essential, đúng không? It is essential. It is essential. Okay, it is essential for her. Cái essential này sẽ bằng một cái từ là necessary nhá. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ phải đưa ra cái lý do, cái quan điểm của chúng ta là nó có thích hợp hay không, nó có cần thiết hay không, đúng không? Và chắc chắn rồi. Sure. Every job, tất cả mọi công việc, đúng không? Every job need profession, đúng không? Cần có cái sự chuyên nghiệp. Và bên cạnh đấy thì nó còn là cái gọi là cái gì đây nhỉ? Là cái
Và đây lại là một cái nghề đúng không? Là một cái nghề mà cần cái trình độ chuyên môn rất là cao luôn. Every job needs professional qualification đúng không? Professional qualification. Và cũng không hẳn là nghề nào cũng cần có những cái bằng bằng cấp trình độ chuyên môn đâu. Mà cũng nghĩ rằng là những cái công việc liên quan tới chắc chắn là cái nghề y tá thì sẽ cần cái trình độ chuyên môn rồi đúng không? Chứ không phải là nghề nào cũng cần. Vậy thì chúng ta sẽ sửa lại một chút nhé. Sure, being a nurse needs hoặc là professional qualifications is a must for a nurse đúng không? Thì là một cái điều kiện bắt buộc cho y tá. For a nurse. Đó, chúng ta cũng có thể nói là như thế. Rồi, và sau đó thì chúng ta cũng có thể nói luôn là bên cạnh cái việc đấy thì y tá cũng sẽ cần phải là một người caring đúng không? Là một người chu đáo và một người có cái trách nhiệm nữa. For a nurse. Beside that, bên cạnh đó. Beside, she need to be caring and responsible. Thì đây cũng sẽ là một cái cuộc hội thoại ngắn gọn để thể hiện rằng là chúng ta cũng đã nêu ra được ra là những cái kỹ năng, những cái phẩm chất nào một người y tá cần có. Rồi ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần nghe nhé. Listening với yêu cầu của phần nghe như sau, với chủ đề của phần nghe là She is so lifelike. Và câu này có nghĩa rằng là cô ấy trông rất là giống như thật. Vậy thì thông qua cái chủ đề này thì chúng ta cũng biết rằng là cái bài nghe này thì có lẽ là nó sẽ liệu nó có phải là nói về cái robot không? Đúng không? Chắc chắn rồi. Với câu của bài số 4 như sau. Listen to someone talking about his first encounter with a humanoid robot. Choose the best option to complete the sentences. Là hãy nghe nghe một cuộc nói chuyện đúng không? Nghe về một cuộc nói chuyện của ai đó về cái cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với một con robot mà có hình dáng giống con người. Hãy chọn đáp án chính xác nhất, phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây. Với các câu số 1 này, có 6 câu. Chúng ta có câu số 1. The speaker saw Aiko Chihiro on the floor of a Tokyo department store working. Và đây, câu này có nghĩa rằng là người nói thì nhìn thấy Aiko Chikira trên sàn của một cửa hàng bách hóa ở Tokyo và đang làm việc tại đâu đó, đúng không? Ở đây, A. Working with customer, làm việc với khách hàng. B. As a cashier, đúng không? Là đang làm việc, kiểu đang làm người thanh toán ấy, đúng không? Cashier, đúng không? Working as a cashier. Đấy, là một người làm nhân viên thu ngân ấy. Đó, working in customer service, làm việc trong cái bộ phận là dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng. Working with photographer, làm việc với ai đó, với những nhiếp ảnh gia. Vậy hãy cùng xem là with customer, với khách hàng, hay là đang làm thu ngân, hay là đang làm trong cái bộ phận là dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, làm việc với photographers, làm việc với các nhiếp ảnh gia nhé. Câu số 2. Did the speaker immediately realize that Aiko was not a human being? Là có phải người nói thì có phải là đã ngay lập tức nhận ra rằng Aiko không phải là loài người hay không? Cô nghĩ rằng là câu này là không này, đúng không? Bởi vì là rõ ràng cái phần chủ đề cái kiểu She is so lifelike, ôi trông giống như thật, đúng không? Thì đây có đáp án A. Yes, he has seen her before. Có nhận ra luôn, đúng không? Bởi vì là đã từng nhìn thấy bạn Aiko này, đã từng nhìn thấy robot Aiko trước đó rồi. B. Yes, because customer were taking pictures of her. Có nhận ra bởi vì là các khách hàng thì đều đang chụp ảnh cô ấy, chụp ảnh con robot đó. And C. No, it took him a few minutes because she looked so real. Không, cũng phải mất đến một vài phút bởi vì là cô ấy trông giống như thật. And D. No, because he's never expected her to be so real. Không, bởi vì rằng là bạn người nói đấy thì cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, chưa bao giờ kỳ vọng rằng là Aiko thì là thật, đúng không? Rồi, câu số 3 này. Chihira is very lifelike, really pretty, and she looks like she is. Là Chihira, là chính là robot Aiko Chihira, thì trông giống rất như, trông giống thật, đúng không? Đó. Rất là xinh này, và
trông như là đang như thế nào? In her late 30s là kiểu cuối 30, đúng không? Đó. In her early 30s là đầu 30. In her late 20s, cuối cái độ tuổi 20. In her early 20s, đầu cái độ tuổi 20. Cuối độ tuổi 30 thì thường tầm khoảng là 37, 38, 39, được chưa? Đó. Còn đầu độ tuổi 30 thì là 30, 31, 32. Đó, tương tự với là cuối độ tuổi 20 và đầu độ tuổi 20 nhá. Rồi, với câu số 4. Câu số 4 này. What made her look real worse? Her subtle movements when? Và điều mà khiến cô ấy trông giống y như thật thì là những cái chuyển động tinh tế của mình khi mà cô ấy bowing and blinking. Thì chúng ta có bowing, cái động từ là động từ bow, đúng không? Và đây sẽ là bowing, nó sẽ mang ý nghĩa là kiểu cúi người xuống ý. Và blinking thì là nháy mắt này. Rồi smiling and stretching, thì chúng ta có smiling, một từ rất là quen thuộc rồi, đúng không? Là khi mà cô ấy cười và khi mà cô ấy kiểu dạng như là stretch này, stretching thì nó sẽ có nghĩa là co rúm này, đó, co rúm. Hoặc mang ý nghĩa là kiểu nhăn mày cũng được. Bowing or smiling thì ở đây sẽ là cúi người và chào. Blinking and or clapping, nháy mắt và vỗ tay. Vậy hãy cùng xem là trông giống y như thật bởi vì là cái những cái chuyển động tinh tế khi mà làm gì nhá. Với câu số 5, many people rushed to the department store that day, Chihira. Là rất là nhiều người vội vã đổ xô đến cửa hàng bách hóa ngày hôm đó. Như thế nào? Mà Chihira thì đây có to shop and see, đúng không? Đến ngày hôm đó để mua sắm và ngắm Chihira, để mua sắm và chụp ảnh với Chihira. Không phải là để mua sắm mà là đến để nhìn Chihira, để chiêm ngưỡng Chihira. Đến cửa hàng bách hóa đó không phải để mua sắm mà để mua robot giống Chihira. Vậy cô nghĩ rằng là cái đáp án thích hợp nhất trong câu số 5 này chắc là đáp án C. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nghe để kiểm tra nhé. Rồi còn câu cuối cùng, câu số 6 ở bên trên này. Although the speaker had seen pictures of other robots, this meaning had a strong effect on him because it. Là mặc dù thì người nói cũng đã từng nhìn thấy những cái hình ảnh của các con robot khác, nhưng lần gặp mặt này, đúng không? This meeting, vừa nãy cô lại đọc nhầm thành meaning. This meeting, nhưng mà cái lần gặp mặt này, lần gặp mặt với, chạm mặt với Aiko Chihira này, thì đã có một cái ảnh hưởng sâu rộng lên người nói bởi vì rằng là it was so unexpected, bởi vì là nó rất là kiểu bất ngờ ấy, đúng không? Không nghĩ được rằng là nó sẽ xảy ra. Involved close contact thì nó sẽ kiểu liên quan tới cái việc là mình contact, đúng không? Mình tiếp cận một trong một cái khoảng thời gian, trong một cái không gian gần này. Was in a department store, bởi vì là nó thì diễn ra ở cửa hàng bách hóa. Or it was reported in the news, bởi vì là nó được tường thuật ở trên tin tức. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe và cùng kiểm tra nhé. Với các bài nghe này thì chúng ta sẽ nghe hai lần. Lần đầu tiên chúng ta sẽ tự nghe và tự làm đáp án. Lần nghe thứ hai thì cô sẽ cùng nghe và cùng chữ giúp chúng mình nhé. Ok, vậy thì cô sẽ bật băng nghe lần đầu tiên để cho chúng ta nghe. Review 3, page 45. Skills. Listening. Activity 4. Listen to someone talking about his first encounter with a humanoid robot. Choose the best option to complete the sentences. Hello everybody. I'd like to share with you my first-hand experience of a humanoid robot. I met one on the floor of a Tokyo department store working in customer service. Aiko Chihira was so lifelike that I first mistook her for a human being. I was so surprised when I saw so many people taking pictures of a receptionist. Only a few minutes later did I realize that she was a robot. She was wearing a traditional silk kimono and looked really pretty. I think she is supposed to be in her early 30s. Her silicone body was perfect, and her subtle movements when bowing or blinking made her seem almost real. I heard that so many people rushed to
to the department store that day, not to shop, but to see Chihiro with their own eyes. Some people didn't even believe that she was a robot. One woman said that she had never expected that Chihiro would be so real. I had already seen pictures of robotic broadcasters reading news reports. However, this face-to-face meeting made a strong impression on me. I still feel very excited and look forward to seeing other humanoid robots in the future. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên đúng không? Cũng khá là ngắn và cũng khá là đơn giản. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lần thứ hai để chúng ta cùng chữa nhé. Review 3. Page 45. Skills. Listening. Activity 4. Listen to someone talking about his first encounter with a humanoid robot. Choose the best option to complete the sentences. Hello, everybody. I'd like to share with you my first-hand experience of a humanoid robot. Ok, câu này thì có một cái từ khá là hay và cô sẽ viết lại luôn. Hello everybody, I would like to share with you my first-hand experience of a humanoid robot. Oh, xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về trải nghiệm trực tiếp của tôi về một con robot mà có cái hình dạng rất giống con người. Vậy đây, bạn ấy nói rằng là hello everybody. Cái này thì cũng không cần phải viết lại rồi đúng không? Nhưng mà cô vẫn sẽ viết lại cho nó đầy đủ. Hello everybody. I would like to share with you my first-hand experience. My first-hand experience of a humanoid robot. Today I will share with you my first-hand experience of a humanoid robot. I met one on the floor of a Tokyo department store working in customer service. I met one on the floor of a Tokyo department store working in a customer service. Là câu đáp án cho câu số 1, đúng không? Tôi thì đã gặp một robot ở trên sàn của một cửa hàng bách hóa tại Tokyo làm việc trong cái dịch vụ, trong cái bộ phận là dịch vụ khách hàng. Ok, vậy đây, in customer service, đúng không? Và câu ấy bạn ấy nói trực tiếp như sau. I met one, tôi đã gặp một, đúng không? Nghĩa là tôi đã gặp một con robot có hình dáng giống như con người. On the floor of a Tokyo department store. Working in customer service. Là đáp án cho câu số 1. Working in customer service. Working in a customer service. Aiko Chihira was so lifelike that I first mistook her for a human being. Aiko Chihira was so lifelike that I first mistook her for a human being. Là Aiko Chihira thì trông rất giống thật đúng không? Đến nỗi mà đầu tiên thì tôi cứ bị nhầm cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy là con người cơ. Vậy với câu số 2 này là lúc đầu không phải là nhận ra ngay là Aiko không phải là con người đúng không? Mà bị nhầm, nên đáp án sẽ là no. Nhưng mà no, it took him a few minutes because she looked so real. Hay cũng phải tốn một kiểu mất mấy phút đúng không? Bởi vì là trông giống thật quá. Hay là không, bởi vì là không nghĩ rằng là cô ấy trông giống thật như thế. Thì ở đây, thông qua câu này thì có nói rằng là were so lifelike, đúng không? Trông giống thật, đúng không? Đấy, nên lúc đầu là đã bị nhầm một chút này. Và lúc sau thì nó còn có thêm một là a few minutes cơ. Nhưng mà vẫn cứ nghe tiếp nhá. Vậy ở đây, sau khi nói cái này thì có nói thêm. Thứ nhất là chúng ta cũng đã biết rằng là
không, ngay ban đầu là không nhận ra rằng là đây là không phải là người đúng không, mà bị nhầm với nhầm là Icotyrus là con người. Were so lifelike thì chúng ta có cấu trúc đó là so that và sau that thì sẽ là một mệnh đề, quá đến nỗi mà trông quá trông giống thật đến nỗi mà, đúng không, đến nỗi mà I first mistook her là lúc đầu còn bị nhầm đây là con người cơ. Mistook her for a human being, nhầm Icotyra là con người. A human being. I was so surprised when I saw so many people taking pictures of a receptionist. I was so surprised when I saw so many people taking pictures of a receptionist. Và lúc đấy thì tôi cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là thấy rằng là ôi sao có nhiều người chụp ảnh một nhân viên tiếp tân thế, đúng không? Tại sao lại chụp một nhân viên tiếp tân? Đấy, kiểu dạng như thế. I was so surprised. Đó, bởi vì là nhầm cô ấy là con người mà, nên là mới cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi vì sao lại chụp một nhân viên tiếp tân, đúng không nhỉ? I was so surprised when I saw so many people. Khi mà thấy là có quá là nhiều người đang chụp một nhân viên tiếp tân. So many people taking picture of a receptionist. Taking pictures of a receptionist. Bởi vì lúc này thì vẫn nghĩ rằng là cô ấy là con người mà, đúng không? Of a receptionist. Only a few minutes later did I realize that she was a robot. Only a few minutes later did I realize that she was a robot. Chỉ một vài phút sau thì tôi mới nhận ra rằng là cô ấy là một con robot, đúng không? Là một robot. Only a few minutes. Chỉ một vài phút sau. Only a few minutes later. Did I realize that she was a robot. Rồi, vậy thì thông qua những cái phần này, thứ nhất là chắc chắn biết ngay từ cái câu đó là I first mistook her for a human being, là đã biết rằng là không, là lúc đầu là không phải nhận ra luôn rồi, đúng không? Mà mất một vài phút, bởi vì là trông so lifelike, trông giống thật quá, nên đáp án câu số 2 sẽ là đáp án C. Ok, tiếp theo này, còn câu số 3 liên quan tới việc là trông là như là bao nhiêu tuổi đây, đúng không? Cũng như là cái điều mà khiến Chihira trông giống như thật, bởi vì là những cái chuyển động tinh tế khi mà làm gì này. Rồi chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nhé. She was wearing a traditional silk kimono and looked really pretty. She was wearing a traditional silk kimono and looked really pretty. Và lúc đấy thì cô ấy mặc một bộ kimono lụa truyền thống và trông rất là đẹp, đúng không? Đó. She was wearing a traditional silk kimono. She was wearing, câu này đang dùng thì quá khứ tiếp diễn đây, đúng không? Là lúc đấy thì đang mặc. She was wearing a traditional silk kimono. She was wearing a traditional silk kimono and looked. Và trông rất là xinh. Looked really pretty. I think she is supposed to be in her early 30s. I think she is supposed to be in her early 30s. Và tôi nghĩ rằng là cô ấy thì đang ở độ tuổi 30, đúng không? Trông giống 30 tuổi. I think she is supposed to be in her early 30s. Supposed to be in her 30. Vậy thông qua câu này thì chúng ta cũng biết, cũng có câu trả lời cho câu số 3 rồi, đúng không? Đáp án sẽ là in her 30. In her early 30, đáp án B. Rồi tiếp theo này. Her silicone body was perfect
and her subtle movements when bowing or blinking made it seem almost real. Her silicone bodies were perfect, and her subtle movements when bowing and blinking made her seem almost real. Vậy ở đây câu số 4 đáp án A đúng không? Có nghĩa rằng là cơ thể silicone của cô ấy trông rất là hoàn hảo, và những cái chuyển động tinh tế của cô ấy thì khi cúi chào và khi blink cái mắt ấy đó thì khiến cô ấy trông như thật. Đó. Vậy bạn ấy nói như sau. Her silicone body. Was perfect. And her subtle movement. And her subtle movement. When bowing and blinking. Khi mà cúi chào và nháy mắt. When bowing or blinking. Meet và đây cái her subtle movements when bowing and blinking là chủ ngữ này, meet là động từ, meet her seem almost real. Ok, tiếp theo. I heard that so many people rushed to the department store that day not to shop but to see Chihiro with their own eyes. I heard that many people rushed to the department store that day, not to shop, but to see Chihiro's with their own eyes. Và tôi nghe rằng là rất là nhiều người đã đổ xô đến trung tâm bách hóa hôm đó đúng không? Không phải là để mua sắm mà là để ngắm Chihiro, để chiêm ngưỡng Chihiro. Đó. Vậy câu này, đó, câu số 5 đáp án sẽ là C và bạn ấy cụ thể là bạn ấy nói như sau. I heard that. Mình đã nghe thấy rằng đúng không? I heard that many people rushed to the department store. Many people rushed. Đổ xô tới này. Đã đổ xô tới đúng không? Rushed to somewhere. To the department store. That day. Ngày hôm đó. Not to shop, không phải là để mua sắm. But to see, mà để chiêm ngưỡng Chihiro đúng không? Chihiro. With their own eyes. Để trực tiếp chứng kiến ý. Đó. Ở đây có là with their own eyes đúng không? Trực tiếp chứng kiến bằng đôi mắt của mình. Some people didn't even believe that she was a robot. Some people didn't even believe that she was a robot. Thậm chí là có một vài người không tin rằng cô ấy là robot cơ, đúng không? Some people didn't even believe that. Thậm chí còn không tin rằng cô ấy là robot. That she was a robot. One woman said that she had never expected that Chihiro would be so real. One woman said that she had never expected that Chihiro would be so real. Và câu này thì có thể là sẽ khiến cho chúng ta bị confused một chút. Bởi vì ở đây có nói rằng là one woman said that, đúng không? Một người phụ nữ thì có chia sẻ rằng là cô ấy chưa bao giờ kỳ nghĩ rằng là Chihiro sẽ kiểu trông giống thật như vậy. Thì sẽ có bạn nghĩ sẽ chọn đáp án câu số 6 này là đáp án A, bởi vì was so unexpected là kiểu không ngờ rằng, đúng không? Nhưng mà cái việc không ngờ đấy không phải là the speaker, đúng không? Mà là một người phụ nữ khác. The speaker chỉ là đang tường thuật lại thôi. Đây, one woman said that. Một người phụ nữ thì cũng đã chia sẻ rằng. Said that. She had, và đây đang đùi một thì thành quá khứ hoàn thành đây, đúng không? Had never expected that. Expected that Chihiro would be so real, sẽ trông giống thật như thế. Tiếp theo.
had already seen pictures of robotic broadcasters reading news reports. I had already seen picture of robotic broadcaster reading news reports. Thì tôi thì cũng đã nhìn thấy rất là nhiều những bức ảnh của những người phát thanh là robot đọc báo cáo, đúng không? Đọc những cái tin tức. I had already seen. Tôi thì cũng đã từng, đúng không? Và đây là đang chia thì quá khứ hoàn thành. I had already seen picture of những cái bức ảnh của những bức ảnh về cái gì đó, đúng không? Of robotic là những cái phát thanh truyền hình mà là robotic broadcaster reading news report, đọc tin tức đây. Cũng đã xem rất là nhiều những cái bức ảnh về robot rồi, đúng không? Robot giống như người á. However, this face-to-face meeting made a strong impression on me. Có cái made a strong impression on me thì sẽ chính là bằng với cái việc là had a strong effect on him. Và đây là however, this face-to-face meeting has a strong impression on me. Tuy nhiên thì cái cuộc gặp mặt mà kiểu đối mặt này này, đúng không? Đã face-to-face, đối mặt trực tiếp, rất là gần như thế này thì đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Vậy đây câu này thì sẽ chính là involved close contact. Thì nó sẽ thể hiện thông qua cái câu đó là thông qua cái cụm đó là face-to-face meeting. Được chưa? Đó. Nên câu số 6 sẽ chọn đáp án là B nhá. Và đây, cụ thể thì bạn nói như sau. However, tuy nhiên, this face-to-face meeting, cái cuộc gặp gỡ rất là gần thế này, đúng không? Face-to-face meeting made a strong impression on me. Made a strong impression. Tạo nên một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với tôi. Impression on me. I still feel very excited and look forward to seeing other humanoid robots in the future. I still feel very excited and look forward to seeing other humanoid robots in the future. Tôi vẫn cảm thấy rất là hào hứng, vui mừng và mong là sẽ được nhìn thấy những con robot hình người khác trong tương lai. I still feel very excited. Vẫn cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui mừng. And look forward to seeing other humanoid robots in the future. Other humanoid robots in the future sẽ là cái phần nghe nhá, cũng như là những cái phần mà các bạn ấy nói. Cô đã viết ra để cho chúng ta hình dung ra rõ hơn thôi. Còn đáp án ở câu số 4 này thì chúng ta có câu số 1, đáp án sẽ là C. Working in customer service, làm việc trong cái bộ phận là dịch vụ khách hàng. Đáp án câu số 2 là không nhận ra luôn, đúng không? Mà cũng phải mất tới một vài phút bởi vì là trông giống thật quá. Câu số 3 thì là trông giống như là đang ở độ tuổi ở đầu 30. Câu số 4 thì là có những cái chuyển động tinh tế khi mà cúi chào và nháy mắt. Câu số 5 là rất là nhiều người đổ xô đến cửa hàng bách hóa hôm đó, không phải là để mua sắm mà là để chứng kiến, để chiêm ngưỡng Chihira. Và cuối cùng câu số 6 thì là người nói cũng đã xem rất là nhiều bức tranh về các con robot khác, nhưng mà cái cuộc gặp gỡ lần này thì đã có một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ lên người nói, bởi vì rằng là đây là một cái cuộc gặp mặt rất là gần, đúng không? Đó, tiếp xúc rất là gần. Thì đó sẽ là về cái bài số 4. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 5 thuộc phần viết writing, với yêu cầu với cái chủ đề của phần viết là tailoring a CV, là điều chỉnh CV, đúng không? Với yêu cầu của bài số 5 như sau. Look at the job advertisements below. Which one would you like to apply for? And consider whether you have the necessary skills and qualities. Discuss your idea with a partner. Và chúng ta sẽ xem những cái quảng cáo việc làm dưới đây. Và em nghĩ rằng là công việc nào mà em muốn nộp đơn để ứng tuyển. Hãy xem, đúng không? Đó. Hãy xem xét là liệu là chúng ta có những cái kỹ năng và những cái phẩm chất cần thiết hay không. Và thảo luận ý tưởng của mình với bạn của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ có này,
lại là hai cái công việc mà được gợi ý trong phần speaking đây đúng không? Vậy thì phần speaking cũng đã nêu ra cho chúng ta những cái kỹ năng và những cái phẩm chất mà chúng ta cần có của một người chăm sóc trẻ nhỏ này đúng không? Và một người y tá, the child care worker là công việc đầu tiên và y tá. Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem cái này, cái tổ quản các công việc này nó có cái gì nhá. We are currently seeking applicants for full-time and part-time child care worker, M and F. Là ở đây có nghĩa rằng là chúng tôi thì hiện chúng tôi đang tìm kiếm những người ứng tuyển đúng không? Đó, những người ứng tuyển vào cái vị trí là gì đây? Ok, là vị trí full time và part time là một vị trí là làm việc bán toàn thời gian và bán thời gian đúng không? Những người để chăm sóc trẻ toàn thời gian và bán thời gian và chấp nhận cả con trai và con gái, male and female đây này. Part time working hours, thời gian làm việc part time thì là rơi vào tầm lúc nào đây? 1 p.m. to 6 p.m. từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều. 7 a.m. to 12 p.m. từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Monday to Friday là làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Full time working hours, 40 hours per week. Là thời gian làm việc full time, làm việc toàn thời gian ý, là 40 tiếng mỗi tuần. From 7 a.m. to 6 p.m. từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. From Monday to Friday, từ thứ 2 đến thứ 6. A generous salary là tiền lương rất là hào phóng, đúng không? Đó. Successful candidates should be devoted, friendly and reliable. Là những ứng viên này, những cái ứng viên thành công thì cần phải, thì nên là nhiệt tình này, thân thiện và đáng tin cậy. They should be nurturing and caring and enjoy working and interacting with young children. Và cũng cần là có cái kỹ năng là nuôi dưỡng và rất là quan tâm, đúng không? Chu đáo này. Và thích làm việc cũng như là tương tác với trẻ nhỏ. Excellent communication skills are required. Và kỹ năng giao tiếp tốt thì là bắt buộc. Ở cái should này là nên, còn cái required là bắt buộc là phải có cái kỹ năng giao tiếp. Excellent, đúng không? Rồi, còn về y tá, nurse. Are you planning a career as a qualified nurse? Là cậu, bạn có đang có ý định trở thành một y tá chất lượng hay không? Would you like to have a well-paid job and achieve both personal and professional success? Là bạn có muốn có được một cái công việc trả lương cao và đạt được cả thành công mang tính cá nhân cũng như là mang tính nghề nghiệp hay không? Join Life Care Health and take advantage of our tremendous opportunity for development. Vậy, hãy tham gia vào Life Care Health của chúng tôi, tận dụng những cơ hội rất là tốt này đúng không? Để có thể phát triển. Education về học vấn. A nursing degree from a good university. Trình độ học vấn, tốt nghiệp đại học, điều dưỡng. Skills, kỹ năng. Compassion, nhân từ. Patient, kiên nhẫn, physical endurance, là có sức chịu đựng về mặt thể chất. Experience, kinh nghiệm 2 years or more, 2 năm trở lên. Qualities, những cái phẩm chất. Responsible, caring and diligent, trách nhiệm, quan tâm và siêng năng. Thì đấy sẽ là nội dung của cái job of advertisement này. Vậy ở đây thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta muốn ứng tuyển vào vị trí công việc nào, đúng không? Và em nghĩ rằng là em có những cái phẩm chất, những cái kỹ năng nào đó. Rồi, ok, vậy cái này rất là đơn giản thôi, đúng không? Chúng ta chỉ cần nói rằng là em muốn ứng tuyển vào cái vị trí công việc nào. Cái này thì chúng ta cũng đã có cái cấu trúc để nói rằng là em muốn ứng tuyển vị trí công việc nào rồi, đúng không? Ví dụ như là I would like to apply for, đúng không? I would like to apply for, hoặc là I would like applying for đều được. Đây thứ nhất là để thể hiện rằng là em muốn ứng tuyển vào vị trí công việc nào đã. I would like applying for tri-care worker, hoặc là nurse, đúng không? Tri-care worker, hoặc là thay cái for này bằng nurse cũng được. Hoặc chúng ta có thể thay là I would like to apply for, đúng không? Em muốn ứng tuyển vào cái vị trí. The position of
Và sau cái IRF này cũng sẽ là cái tên cái nghề, childcare worker hoặc là nurse. Rồi, và đưa ra những cái kỹ năng, những cái phẩm chất. Vì vậy thì chúng ta sẽ nên là bám vào cái job advertisement, bám vào cái từ quảng cáo công việc này, đúng không? Ví dụ như là childcare worker thì chúng ta có thể nói rằng là I am a devoted. Devoted. Friendly and reliable person, đúng không? Đó, em là một người rất là devoted thì nó sẽ mang ý nghĩa là một người nhiệt tình, thân thiện và đáng tin, đúng không? Đó, hoặc là chúng ta có thể thay cái reliable này bằng cái là trustworthy đều được nhá. Rồi còn cái friendly thì chúng ta có thể thay bằng là outgoing, đúng không? Nó có ý nghĩa giống nhau. Rồi, ok. Bên cạnh đấy thì sẽ bám vào cái job advertisement, ví dụ như là về cái skill, đúng không? Thì I have nurturing, caring, instructing skills, đúng không? And I enjoy working and interacting with young children. I have excellent communications, đúng không? Em thì có cái kỹ năng giao tiếp rất là thành thạo, đúng không? Excellent communication skill. Communication skills. Nurturing skill. And instructing skill, và có cái kỹ năng kiểu hướng dẫn, đúng không? Hướng dẫn trẻ nhỏ. Hoặc chúng ta có thể nói rằng là I am proficient, đúng không? Proficient in communicating. Em thì kiểu giao tiếp rất là chuyên nghiệp. Đó. And I have nurturing and interesting skill. Đều được nhá. Rồi thì đấy sẽ là cái hướng dẫn của cô để chúng ta có thể là giải quyết cái bài số 5. Vậy còn bài số 6 thì sao? Bài số 5 thì chỉ là cái brainstorm idea thôi, để xem là chúng ta muốn làm cái nghề gì. Còn bài số 6, với yêu cầu của bài số 6 như sau. Write your own CVs to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview. Là chúng ta sẽ viết một cái CV của riêng chúng ta để ứng tuyển vào những cái vị trí công việc được quảng cáo ở bài số 5 hoặc là cái công việc mà chúng ta muốn. Và nhớ là hãy điều chỉnh cái CV của chúng ta để có được cái cơ hội tốt hơn, để được lọt vào cái danh sách được chọn vào phỏng phỏng vấn, đúng không? Rồi, ok. Vậy thì để dễ dàng hơn cho chúng ta thì cô sẽ gợi ý cho chúng ta làm một cái phần luôn, đó là childcare worker nhá. Và chúng ta còn nhớ cái cấu trúc của một cái CV thì nó sẽ cần có những cái mục gì không? Thứ nhất, chắc chắn rồi, nó sẽ phải có một cái tên, đúng không? Đó là curriculum vitae. Nó luôn luôn sẽ phải có cái đó. Những cái đơn mục thì cô sẽ viết một chữ màu khác nhá. Curriculum Curriculum vitae. Rồi. Và đầu tiên thì nó sẽ là cái mục, đó là personal detail, thông tin cá nhân, đúng không? Nhớ nhá, nhớ là chúng ta sẽ phải đảm bảo cái cấu trúc của một cái CV, personal details. Ok, và trong cái personal details thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chúng ta nhớ là còn gì không? Thứ nhất là full name, đúng không? Tên của chúng ta. Viết vào đây giúp cô. Rồi, address, địa chỉ. Viết sang bên cạnh giúp cô này. Mobile phone, đúng không? Điện thoại di động. Nhớ nha. Rồi, ok. Cũng viết vào bên cạnh giúp cô này. Email, đúng không? Bây giờ thì rất là ít bạn có điện thoại bàn. Email cũng viết vào đấy giúp cô. Rồi, tiếp theo, bên cạnh cái personal details thì chúng ta còn một cái, đó là personal summaries and career objectives, đúng không? Thì nó sẽ là những cái tiểu sử cá nhân và những cái mục tiêu nghề nghiệp. Chúng ta muốn mục tiêu nghề nghiệp của chúng ta hướng đến cái gì? Personal details
Sorry, personal summary. And career objective. Thì ở đây personal summary thì nói miêu tả qua về bản thân của mình đúng không? Đây thì cô có thể gợi ý như sau. I am a, và sau đó sẽ cộng một cái tính từ để miêu tả bản thân mình đúng không? Highly motivated. Và nhớ là những cái tính từ miêu tả bản thân mình hãy bao gồm cả những cái keyword trong cái từ quảng cáo công việc nhé. Motivated young person là một người trẻ tuổi năng động này. Đó. Mà làm việc rất là chăm chỉ đúng không? Rõ ràng rồi, công việc nào cũng sẽ cần một người làm việc chăm chỉ. Who work hard, has good. Và quay trở lại cái try care worker đúng không? Thì cần những cái người mà có cái kỹ năng giao tiếp tốt này, đúng không? Đó. And has good, has excellent communication skill. Communication, nurturing, nurturing này, caring, and organizational skill, đúng không? Có những cái kỹ năng như thế, liệt kê những cái kỹ năng này, đó. Và cũng và nên miêu tả cái bản thân mình thêm đúng không? Đó là devoted, reliable, highly motivated young person who work hard, who has good excellence. Rồi, people describe me, mọi người thì miêu tả tôi rằng describe me as a, as an outgoing, là một người rất là dễ gần. Đúng không? As an outgoing, sorry, outgoing không phải là dễ gần mà kiểu kiểu chúng ta thích giao du ý, approachable, đúng không? Approachable, competent, and trustworthy, cũng như là rất đáng tin, đúng không? Rồi, và sau đó về mục tiêu nghề nghiệp, I'm looking for, em thì đang tìm kiếm một cái công việc part-time đúng không? Looking for a part-time job. Bởi vì là cái công việc này thì nó có thể yêu cầu cả part-time và full-time đúng không? Nên là em cứ ứng tuyển vào cái vị trí part-time đã. As a tri-care worker, at a tri-care worker. I play the piano, và sau đó liệt kê những cái sở thích khác của mình cũng được, bởi vì là những cái này thì nó có thể là sẽ giúp cho chúng ta là instruct các bạn trẻ con đấy đúng không, và có những cái trò chơi dành cho các bạn ấy. Play table tennis and swim well, cũng như là có khả năng ngoại ngữ nữa. And I am proficient in English and Korean. Em thì thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn này. Cũng như là em thích chơi với trẻ con nữa, đúng không? In addition, I love children. Em yêu trẻ con. I love children. And can spend hours playing or interacting with them. Và có thể dành hàng giờ để có thể chơi và kiểu dạng tương tác với các bạn đấy, đúng không? Spend hours playing or interacting with them. Rồi thì đó sẽ là về cái personal summary and career objective. Tiếp theo sau mục này thì sẽ liên quan tới là học vấn và trình độ, đúng không? Và bằng cấp. Education and qualification. Và nhớ là trong cái mục này thì chúng ta sẽ là liệt kê những cái học vấn, những cái bằng cấp mà nó gần đây nhất, đúng không? Đến xa nhất.
Nghĩa là chúng ta đang học cấp 3 thì nói về cấp 3, đến cấp 2, đến cấp 1. Và bằng cấp thì chúng ta, nếu mà bằng cấp mà gần đây nhất thì chúng ta cũng có thể viết luôn. Ví dụ như là cô nói rằng là cô sẽ được 7.5 IELTS này và topic 6 chẳng hạn, thì là vào năm 2021 đúng không? Và cụ thể hơn thì sẽ là November, tháng 12 năm 2021 thì sẽ có IELTS, thì đã có cái IELTS 7.5 đúng không? Còn tháng 12 năm 2021 thì được topic là cái chứng chỉ tiếng Hàn nhá, topic 6. Và sau đó thì cô sẽ liệt kê những cái năm học đúng không? Ví dụ như là năm cấp 3 này. Đó. Và nhớ nhớ là chúng ta sẽ có là để giúp cô là từ những cái năm chúng ta vào trường đến năm ra trường, và sau đó sẽ viết giúp cô tên cấp 3. Ví dụ như là năm 2022 chúng ta sẽ ra trường đúng không? Vậy thì chúng ta vào trường vào năm 2019 rồi, và sau đó sẽ ghi năm cấp 3 vào đây giúp cô này. 2019 và đây sẽ là 2015 thì sẽ ghi giúp cô trường cấp 2. Đó. 2010 đến 2015 thì sẽ ghi tên giúp cô tên trường cấp 1 của chúng ta nhé. Rồi, tiếp theo thì sẽ là work experience, là kinh nghiệm làm việc đúng không? Work experience. Về trong cái kinh nghiệm làm việc thì chúng ta có thể nói rằng là có lẽ là chúng ta cũng đã là làm gia sư đúng không? Đó, làm gia sư này. Nghĩa là cũng đã có cái kinh nghiệm là tương tác với các bạn trẻ rồi. Có lẽ là làm gia sư thì cô sẽ để là năm 2019 đến năm 2020. Đó. Thì sẽ ở đây là tutor in maths. Môn toán và tiếng Anh for children, đúng không? Cho các bạn trẻ. Và chúng ta muốn cụ thể là mấy bạn thì chúng ta ghi thêm số lượng vào giúp cô. Tiếp theo thì sẽ là những cái mà trách nhiệm mà chúng ta từng làm đúng không? Responsibilities. Công việc thì bao gồm như thế nào? Thì có rất là nhiều bạn gia sư thì cũng làm luôn cái công việc đó là đón trẻ đúng không? Đó. Vậy ở đây là working them to, đón và đưa trẻ đi học này, working them to school and back home. Cũng có thể liệt kê vào. Đưa trẻ đi học và đón về nhà. And back home. Rồi, và bên cạnh đấy sẽ là dạy môn đấy đúng không? Tutoring them in maths and English. Môn toán và tiếng Anh. Maths and English. Cũng như là teaching them to play, dạy chơi những cái nhạc cụ mà chúng ta vừa liệt kê ở trên đúng không? To play, và sau đó thì sẽ liệt kê ra. Cũng như là chơi với chúng nó nữa. Interacting and playing with them. Thì đây sẽ là một vài những cái nhiệm vụ, những cái công việc bao gồm playing with them. Sorry, cô bị thiếu. Rồi, thì đấy sẽ là responsibility. Bên cạnh ở responsibility thì chúng ta còn những cái thông tin như là achievement, đúng không? Là thành tựu của chúng ta, thành tựu mà chúng ta đã từng đạt được khi mà làm một công việc nào đó. Đó, hoặc là những cái thành tựu ở trường thôi cũng được, đúng không? Ví dụ như là những cái giải thưởng nào đó. Đấy, chúng ta cũng có thể liệt kê ra nhá. Ok, vậy ví dụ như là cái giải thưởng đi, giải thưởng liên quan tới tiếng Anh đi cũng được, đúng không? Đó, hoặc là liên quan tới những cái sở thích như là sở thích bơi lội này, đúng không? Bởi vì rất là nhiều nhiều nhà cũng muốn là có một người biết bơi để dạy cho con mình nữa, đúng không? Đó, một cung đôi việc đó. Vậy ở đây bên dưới cái responsibility thì sẽ có là achievement, đúng không? Đó, và đưa ra những cái thành tựu chúng ta đã đạt được, ví dụ như là vào tháng 7 năm 2021 đi, đúng không? Thì em đạt được giải nhất trong cuộc thi bơi chẳng hạn, first prize in swimming contest.
ở cuộc thi bơi. Và chúng ta cũng có thể liệt kê ra là ở cấp nào, đúng không? Ví dụ như là cấp thành phố thì sẽ là city level. Đó, và liệt kê ra những cái giải thưởng của mình. Cái này thì cô sẽ chỉ gợi ý thôi. Tiếp theo thì sẽ là những cái kỹ năng, đúng không? Bên cạnh đó thì sẽ là các kỹ năng. Vậy sẽ liệt kê ra, mặc dù ở trên em cũng đã liệt kê một vài những cái kỹ năng rồi. Ví dụ như là compassion, nhiệt tình này, có lòng nhân từ này, đúng không? Cũng như là communication skill đã liệt kê ra rồi. Liệt kê lại giúp cô những cái skill xuống đây thôi. Rồi, và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần bao gồm cái thông tin liên quan tới sở thích, đúng không? Là interest. Thì liệt kê giúp cô những cái sở thích ra, ví dụ như là liên quan tới âm nhạc, đúng không? Music. Thì sẽ là piano này, đó. Rồi, sport, những cái môn thể thao, đúng không? Đó, liệt kê ra, ví dụ như là swimming. Hoặc là sở thích về việc đọc sách cũng được, reading, đúng không? Và cuối cùng thì sẽ là reference, là cái người tham chiếu, nghĩa là người sếp của mình á. Chúng ta có thể viết tên sếp của mình ra đây, viết tên sếp này, và sau đó là số điện thoại, email, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ viết giống như cái phần writing của bài số 8, đó là available, sẽ cung cấp nếu được yêu cầu, đúng không? Available upon request. Thì đây sẽ là về một cái cấu trúc của một cái CV cũng khá là đơn giản thôi, đúng không? Bởi vì đây là liên quan tới thông tin cá nhân của chúng ta, nên là cô chỉ liệt kê ra là trong CV thì nó sẽ có những cái phần nào và chúng ta sẽ viết vào những cái thông tin của mình thôi nhá. Rồi, ok. Và bài viết này, bài số 6 đúng không nhỉ? Cũng là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Vietjack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhá. Goodbye. Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.